Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay thì kênh Invest TV có gửi đến quý vị các bạn thông tin là cái trình duyệt Carbon Browser ấy, đã có một cái động thái sẽ liên kết với cái mạng P Network. Thì có lẽ nhiều bạn không rõ được cái trình duyệt Carbon đó là trình duyệt gì, thì trong cái clip này thì mình xin được làm rõ Carbon Browser nghĩa là gì các bạn nhé. Thì Carbon là một trình duyệt web nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Carbon X Lab dựa trên một nhánh tùy chỉnh của trình duyệt web Chromium và công cụ Blink mạnh mẽ của nó. Carbon là một trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư, tự động chặn quảng cáo trực tuyến và trình theo dõi trang web theo mặc định. Cái này khá là hay bởi vì là các bạn thấy các cái trình duyệt cũ ấy, thì nó hay thường bị lạm dụng vào những cái phần quảng cáo và gây cho những người dùng cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì các bạn biết nguồn thu quảng cáo là cái nguồn thu chính của các cái trình duyệt trong cái thế giới web cũ. Tuy nhiên thì với những cái trình duyệt mà nó đề cao cái tính riêng tư và bảo mật thì những cái phần quảng cáo đấy nó sẽ bị loại bỏ. Đó, và nó tự động chặn các bạn nhé. Trình duyệt Carbon này tải các trang web nhanh hơn gấp 3 lần so với lại các trình duyệt cũ, và nó sẽ tiết kiệm 95% dữ liệu người dùng và cung cấp khả năng duyệt mượt mà ngay cả với các cái kết nối yếu. Đồng thời chiếm ít hơn tới 56,7% dung lượng trên thiết bị so với các đối thủ cạnh tranh của họ. Cái trình duyệt Carbon là trình duyệt web nhanh, riêng tư và an toàn cho các thiết bị Android. Hiện nay thì nó cũng mới chỉ có trên Android thôi, cũng chưa phát triển được các cái hệ điều hành iOS, macOS và PC. Do đó thì nó cũng vẫn còn là một cái dự án khá là tiềm năng và nó sẽ cũng cần phải có sự mở rộng. Thì chính vì thế sự bắt tay của Carbon Browser với P Network đã hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Đây là một cái hợp tác mình đánh giá là hợp tác win-win. Đó, thì không biết là các bạn có đồng tình với lại cái nhận định của kênh Invest TV chúng mình hay không. Các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Nhớ follow kênh chúng mình để cập nhật được những thông tin mới nhất về dự án P Network cũng như là các dự án tiền điện tử khác các bạn nhé.